Bắt đầu buổi tập chiều qua, như thường lệ là các bài khởi động làm nóng người của huấn luyện viên thể lực Cedric Roger và các trợ lý. Sau khi các vận động viên có được trạng thái tốt, tất cả đã bắt nhịp vào bài tập chính của ông Mai Đức Trung. Buổi tập gặp phải chút khó khăn khi thời tiết tại Napier có mưa nặng hạt. Để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên trước trận đấu ngày mai, ông Mai Đức Trung và các cộng sự đã quyết định đẩy nhanh tốc độ và kết thúc bài tập sớm. Chia sẻ sau buổi tập, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi nói trời không mưa thì sẽ đỡ lạnh hơn. Sân ở đây đẹp, điều kiện ăn ở tốt. Trước đây, khi còn là cầu thủ thì chỉ thỉnh thoảng khi đã giải châu Á mới được thi đấu mặt sân đẹp như thế này. Tôi nghĩ trong một giải đấu lớn như thế này thì trình độ của mình thấp hơn so với các đối thủ, nhưng tôi hy vọng các vận động viên sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, thi đấu với tinh thần cao nhất để tiếp tục nhận được sự yêu thương của người hâm mộ. Hậu vệ Trần Thị Hải Linh khẳng định bản thân cùng toàn đội đang rất hào hứng và tập trung cường độ cao để chuẩn bị trận giao hữu với chủ nhà New Zealand. Dù trời mưa lạnh nhưng buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay vẫn có sự ghé thăm của các cổ động viên nhí. Trước đó, ngay khi đến Napier, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự hỏi thăm và động viên đến từ các gia đình người Việt Nam sinh sống tại đây. Sáng nay, huấn luyện viên Mai Đức Trung và các học trò sẽ có buổi họp chiến thuật trước trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand lúc 12:30 giờ Việt Nam trên sân vận động Macklin Park.